Lý Đăng Cang, A Cường xin kính chào toàn thể tất cả quý khách. Như trên màn hình của tất cả mọi người, đây là một dàn lưới gồm 5 chiếc. Lưới này lưới đánh cá to. Lưới này là có chiều cao là 2m, dài 80m và có sợi cước là 25 nhá. Sợi cước này cước Thái Xịn, cước rùa vàng. Đấy, thương hiệu rất là nổi tiếng. Hàng này thì đây là 5 chiếc lưới này lại là khách của em đặt. Đây. Đây lưới này có lưới rất là chỉ, rất là nặng. Để dàn phao đây. Phao bên em đi là phao tông nhá. Đấy. 5 cái giống nhau cả 5 luôn. Có độ dài là 80m nhá. Chỉ đây. Chỉ này là thường thường đây là chỉ nặng, gặp thêm lưới. Bình thường nó sẽ không không to không nặng như thế, nhưng mà em yêu cầu của quý khách đấy thì làm nặng nên em cho đánh chìm ấy, thì em đã kẹp thêm chì. Đây em sẽ giới thiệu chi tiết cái lưới cho các bác xem luôn nhá. Đây cái lưới này là mắt lưới là Ten 4 cước 25. Ten 4 là tức là nhất vừa bốn ngón tay. Bên em có Ten 4 này, Ten 5 này, Ten 6, Ten 7. Đấy, từ 8 phân đến 14 phân nhá. Sợi cước 25. Cao 2m. Đây Ten 4 tức là nhất vừa bốn ngón tay cho các bác luôn. Ten 4 thì cao được tầm 1m, 6m, 7 thôi. Còn Ten 5 trở lên là được 2m. Đấy, các bác lưu ý cho em nhé. Ten 4 được cao tầm 1m, 6m, 7. Vì cái sợ cái ruột lưới nó chỉ cao thế thôi. Còn Ten 5 là 10 phân, Ten 6, 12 phân và Ten 7, 14 phân thì cao tầm 2m được. Đấy, cước Thái Xịn nhìn nó màu nó khác hẳn luôn. Màu xanh dương rất là đẹp. Đây, hàng cước 25 này bắt cá từ tầm... 2 cân, 1-2 cân đến 5-6-7 cân. Tùy được mắt lưới. Có nếu mắt lưới 14 phân thì bắt được cả tầm chục cân đấy. Sợi cước 25 thì nhiều bác đánh cá, các bác sẽ biết. Rất là dai. Và rất là mềm nhưng mà dai. Giữ cá được to. Các bác nào đánh cá bé thì dùng loại cước 20 là phù hợp. Nên là cước 25 thì nó sẽ bắt cá to hơn. Đây, sợi cước rất là đẹp, ống ả. Các bác xem, các bác kết luôn. Còn sợi ruột này em làm vào 30 nhá. Ruột 30 thì nó to hơn một chút thôi. Đấy, sợi to một chút thôi. Cái này là lưới 3 màn nha các bác nhá. Em báo giá lưới 3 màn đấy. Đây, sợi vó thì tầm 40 phân. Còn chân chì này các bác xem này. Chân chì đây. Đây là chì này, nhu cầu của bác đánh chìm. Nên em sẽ đã cặp thêm chì. Chỉ to. Đấy các bác thấy không? Và thắt tất cả đều thắt đường dưới, thắt chốt chặn phao. Là chốt chặn chì để cho nó không tuột. Đấy, em rút lên rút xuống nó sẽ không đi. Và cái dây đường phao em đi là hai sợi đường cào nhá. Đường cào, cào be. Nó không phải sợi cướp và không phải dù. Nó sẽ chống rối và chìm rất là nhanh. Còn tiếp theo em sẽ giới thiệu đường phao này. Đường phao, phao xốp. Tất cả cái phao thường thường từ 3m trở xuống là người ta bên em thường thường dùng cái phao này. Phao tông. Nó rất là mềm mại, nó sẽ không bị lổ, không bị vỡ và rất là chắc chắn. Độ dài của lưới này tầm 80m, tầm xấp xỉ 80m. Đấy, báo giá thì các bác liên hệ với em thì em sẽ báo giá cho các bác. Các bác cứ bảo là cần mua cái lưới cao 2m, cước 25, dài 80m, em sẽ báo giá cho các bác. Cước 25 này các bác lưu ý là đánh cá to nhá, không phải cá bé đâu. Đấy, các bác nào liên hệ đặt hàng thì liên hệ với em qua số trên màn hình nhá. Tạm biệt các bác.